Con người chính là phải gặp gỡ càng lâu mới biết được người đó là người như thế nào. Khi bản thân vui vẻ, khi ăn một món ăn ngon, khi họ đối xử tốt và tỏ ra quan tâm chăm sóc để thuyết phục đối phương, thì bất kỳ ai cũng có thể là người tốt. Nhưng sống trên đời, vào những lúc sóng gió, lúc bạn gặp khó khăn, mới có thể biết được người ấy có phải là người tốt hay không. Dù cho tâm trạng bạn không tốt, dù có khi không thể ăn những món ăn ngon hay khi bạn mệt mỏi, những lúc này chỉ cần nhìn vào các người ấy đối xử với bạn như thế nào, tôi tin rằng đây sẽ là cách để bạn có thể biết được người ấy có phải là một người tốt dành cho bạn hay không. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình nha. Mình chào tạm biệt.